Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Dự họp có lãnh đạo các sở ngành và thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh, với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành việc lập hai đồ án khu vực đảo Gò Găng và khu đô thị Nam Vũng Tàu. Hiện đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt đồ án. Với khu vực núi lớn núi nhỏ, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đang phối hợp với Sở Xây dựng rà soát và hoàn thiện đồ án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng có 7 đồ án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu nhà ở xã hội số 1 phường 12, khu tái định cư Phước Thắng, khu đô thị Bắc Phước Thắng, khu tái định cư Bào Trũng, khu đô thị đường 3 tháng 2, khu đô thị Cù Lao Bến Đình, khu vực Mũi Nghinh Phong. Dự kiến các quy hoạch này sẽ được phê duyệt trong năm 2024. Cho ý kiến về tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch tại thành phố Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát lại công tác lập quy hoạch để các quy hoạch sớm được phê duyệt, phục vụ cho công tác đầu tư hạ tầng, qua đó thúc đẩy sự phát triển của thành phố.